Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại channel Tấn Tài Gaming ha. Hôm nay thì chúng ta sẽ chơi một cái tựa game có tên là Anime Portrait. Rồi, về lối chơi của tựa game này thì nó cũng thuộc một cái dòng game anime thủ thành. Nhưng mà về cái cách thủ thành thì nó cũng hơi lạ lạ so với lại những cái tựa game mà chúng ta từng chơi qua. Thì một hồi vào anh em sẽ thấy ha. Rồi, để mình triệu hồi thử coi có ra được cái con nhân vật nào xịn xịn hay không. Ở đây thì có mắt diều hâu nè, tứ hoàng râu đen, Luffy Gear 2. Nhìn mặt rất rất là ngầu luôn nha. Ủa mà sao quay rẻ quá ta. Mình thấy cần có 60 viên đá à. Là một lần phô. Trời, vãi thiệt. Anh em có thấy gì không? Mình mở một phát duy nhất chúng ngay nhân vật thần thoại. Lại lần nữa coi. À, hồi nãy ăn hên thôi. Giờ mở 10 lần luôn. Vừa mới vào thì game nó cho mình rất rất là nhiều gem anh em ạ. Nên tha hồ mà mở. Đó, Kakashi, rồi Doflamingo, Naruto, Ichigo, rồi các kiểu. Ok, bây giờ trang bị và sử dụng nha. Đây, nó tự động trang bị cho mình cái con thần thoại luôn. Đó chính là vua nguyền rủa bên bộ anime Jujutsu Kaisen. Quá ngon anh em ơi. Đúng là mấy cái lúc mình mở chơi chơi á thì nó sẽ được nhân vật xịn, còn mình mở nghiêm túc á thì nó toàn ra mấy cái con cùi cùi không à. Anh em có công nhận là như thế không? Bây giờ thì mình sẽ dịch chuyển vào cái phần story. Ở đây thì hiện tại game chỉ có 3 khu vực thôi. Đầu tiên là khu của Naruto nè, thế giới ninja. Tiếp theo là khu của One Piece. Còn cái khu thứ ba này là của bộ anime Kimetsu no Yaiba. Mình đoán là như thế. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu luôn nha. Nó hỏi là mình có sẵn sàng chưa. Tất nhiên là sẵn sàng rồi. Đó, quái nó sẽ ra từ cái hướng bên kia. Đặt Luffy mũ rơm ra đi. Này. Mấy con Luffy này thì nói chung nó cũng sẽ không có đứng một chỗ cố định đâu em ạ. Kiểu như quái lại gần thì nó sẽ chạy ra nó đánh. Là vậy. Này. Mình có thể nâng cấp cho Luffy luôn bằng cách nhấn vào cái đế của cái con Luffy nó đứng nè. Lần mấy trăm tiền vậy đó nè mà. Nhưng mà thôi để dành mình đặt nhân vật vua nguyền rủa đầu ra ha. Tụi này làm sao mà bước qua cái đội hình Luffy mũ rơm này của mình được. Cái con vua nguyền rủa này mắc ghê á. 2500 tiền. Đợi tí nha, tiêu diệt cái bầy lính này thì mới mua ra được. Trời ơi, nhưng mà cái phạm vi tấn công nó xa nha. Anh em thấy cái vòng nè, to khủng khiếp. Cho đứng chính giữa đi. Nhân vật thần thoại mà. Trời ơi, đúng là đáng đồng tiền bát gạo anh em ạ. Nó bay lên nó đánh cái bầy quái bay màu luôn. Nhân vật xịn nó phải như thế. Mới vừa đặt ra là 5k máu, trong khi cái con Luffy mình đặt ra có 98 máu à. Đam vừa vào nó cũng to nữa. Đặt thêm ra. Cứ mỗi chỗ một con vua nguyền rủa thì có bao nhiêu quái nó qua cũng không được anh em ạ. Chiêu nhìn hay thực sự. Mà tính ra hên ha. Trời, mới vừa vào mình bảo phát được cái con vua nguyền rủa luôn. Ủa, tuy là nó mạnh nhưng mà nó sẽ giới hạn số lần đặt nha anh em. Mình chỉ có thể đặt được hai con thôi. Bây giờ anh em nhìn nè, nó kêu là không được đặt nữa. Vậy thôi, đặt Mingo. Con Mingo này đam cũng to nè. To hơn Luffy là chắc rồi. Tại vì cái con Luffy này vừa vào game nó cho mà anh em. Nói chung nhân vật nào vừa vào game nó cho nó cũng cùi đó. Bên đây thì có hai con vua nguyền rủa lo rồi. Nên là mình sẽ tập trung đặt cái khu này. À, hết tiền.
Đó, này thấy chưa, quái bây giờ nó ra đông như kiến. Trời, cái chỗ này nhanh thiệt chứ. Vừa mới lết lết tới đây là con vua quyền rũ nó cho một chiêu bay màu liền. Đặt ra thêm. À, tối đa là đặt 18 con nha anh em. Nó có để nè. Vậy là bây giờ chắc là mình chỉ nâng cấp thôi. Nâng cấp cho vua nguyền rủa. Này, tiền mình nhiều mà lo gì. Bây giờ cần tới 10 cá tiền. Đâm lên được tới 2.25k nè anh em. Lần nâng kế tiếp là 3.15k. Đây là ải mới vừa vào á, nên là nó cũng còn dễ đâu mà. Ra cho đông đông tí chứ lần có một xíu như thế này á, thì đâu có xi nhê mình anh em. Có bên đây á, thì sợ cầm cự không nổi nè. Mình cần phải nâng cấp. Trời mà tính ra nâng lần cũng mắc ghê chứ. 1.000, 2.000 không à. Cái này tính ra mình đặt hơi sai nha. Đáng lý cái con vua nguyền rủa này nè, mình phải đặt ở cái vị trí nhân vật mình đứng. Và cái con còn lại thì mình đặt bên đây, nó sẽ đánh được hết luôn. Nhưng mà thôi kệ, không sao anh em ạ, mình vẫn phòng thủ rất là khỏe. Đây đây đây, boss đã xuất hiện nha. Đó chính là cái con Kimimaro trong Naruto anh em. Trong phim mình nhớ con này sử dụng sức mạnh điều khiển xương á. Một hit. Nhanh gọn lẹ. Boss gì cùi bắp anh em ạ. Ủa sao còn con chạy phía sau vậy? Tụi này nó lên cấp ầm ầm luôn nè. Có con Luffy là lên cấp nhiều nhất. À, tổng cộng thì có tầm 15 màn thôi, cũng không tới nỗi là nhiều lắm. Mình chọn tiếp tục luôn nha. Đặt vua nguyền rủa ra. Lần này rút kinh nghiệm. Ê, mà nói rút kinh nghiệm sao mình đặt ở chỗ này trời. Đáng lý phải đặt ở phía trong mới đúng chứ. Nhưng mà thôi kệ, không sao. Bình thường á, hồi nãy là mình đặt thuốc thuốc ở phía dưới này nè mọi. Nhưng mà bây giờ mình đem lên chơi mình đặt luôn. Tại vì mất công mấy con quái nó chạy xuống tốn thời gian. Mình đặt ở phía trên nó tiêu diệt một phát cho nhanh. Bên đây nè. Đó. Bây giờ là thêm một đội hình Luffy ở phía sau nha anh em. Đau không? Luffy mũ rơm mà mình làm nguyên một nồi luôn. Ờ, đáng lý mình cũng không cần đặt cái con Luffy đâu. Mình đặt Mingo hoặc là Sanji cũng được. Tại vì mấy con đó nó thuộc dạng xịn hơn thì chắc chắn đam sẽ to hơn rồi. Nhưng thôi kệ, đặt chơi. Tại vì nói chung là quái chưa chắc là nó đi xuống được đâu. Hai con vua miền rủa tiêu diệt hết trơn rồi. Đấy. Lần này Sanji đi. Hồi nãy mình đặt Mingo rồi. Đủ 18 nhân vật trên sân là full nha anh em. Rồi ra đông thế. Đấy. Đông tới cỡ nào. Ok, hết đặt ra được rồi đó. Bây giờ chỉ có thể nâng cấp thôi. Công nhận cái hiệu ứng của con nhân vật vua huyền rủa nhìn hay. Tụi Luffy với Sanji kiểu như là đứng chơi thôi anh em ạ. Chứ không cần phải làm gì. Quái cứ ra một chiêu là xong. Ê, Sanji cái đòn đánh nhìn cũng đẹp quá ha. Đó nè. Nghe mày làm chiêu được á chứ. Công nhận lần này nhanh ha. Mới đây tới đợt sóng thứ 9 rồi nè.
tại mình chơi đặt nhân vật tút tút ở trên đây luôn mà, gần chỗ quái đó ra. Xong đợt này ra ngoài coi mở nhân vật tiếp nha, biết đâu hên hên được thêm con thần thoại nữa sao nè. Hai màn nữa là sẽ có boss. Nâng cấp lên một cái. Để 10 cái tiền mình nâng cho Max luôn, coi có cái gì thay đổi hay không. Ê mà tới màn cuối rồi còn đâu nữa. Đây nè, con boss đó chính là Itachi. Đây nha nè. Trời vẫn chưa mát nữa nè ạ. Còn nâng cấp được nè. Itachi thì bay màu nốt nhạc thôi, không có nhiều. Rồi ok, ra bên ngoài nha. Lại chỗ triệu hồi. Mình muốn triệu hồi chúng râu đen nhưng mà chắc khó. Naruto, Itachi. Khó lắm. Chẳng qua lúc đầu mình hên hên được cái con vua nguyền rủa thôi, chứ giờ dễ gì. Nếu mà chúng ta mở khoảng tầm 500 lần thì chắc chắn sẽ được một cái con thần thoại. Mà mở 500 lần thì rất rất là nhiều á, anh em phải cày. Rồi thôi, chắc là mình cũng kết thúc video ở đây. Chủ yếu hôm nay thấy có cái tựa game này á, về lối chơi thủ thành nó cũng khá là độc lạ và thú vị, nên vào quay clip cho anh em xem. Nãy không còn nữa thì mình xin kết thúc video đây luôn. Tạm biệt, hẹn gặp lại anh em trong những tập kế tiếp nha. Bye anh em.